Wow, nhìn số thiết bị này nè, chất dễ sợ, ước gì mình mua được hết. Cái máy hút bụi mới đó xịn ghê. Gì đây? Cha tớ ăn. Khoan, không, không thể nào, cho mình tưởng tượng ra thôi. La 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 la. Mình ghét vớ thúi. Ok, chắc chắn là mình nghe thấy gì đó mà. Này, thế nào, nhảy đi. Lùi lại. Úi. Không sao đâu, cứ để tớ. Nham nham nham. Tớ muốn ăn. Mình phải té khỏi chỗ này thôi. Cái gì? Sao đi sớm thế? Tớ rẻ lắm đó. Chuyện gì vậy trời? Sao nữa? Này, bình tĩnh đừng nói. Vụ này quái đản thật. Mình mơ thôi sao? Không, quẩy nào. Oh yeah, mua đi. Biết sao không, mấy cậu vui ghê. Nhưng tớ không thể mua hết được. Ai rồi, cậu thuyết phục được tớ rồi. Đến lúc làm tóc lấp lánh hơn rồi. Mình thích món đồ này quá. Tóc mình sẽ luôn xinh xẻo và siêu dễ sử dụng luôn. Wow, xinh xẻo ghê. Thêm vài chiếc nữa nào. Chơi cả ngày cũng được ý. Tớ cũng thế. Úi, tóc cậu thơm quá trời. Cậu dùng dầu gọi gì thế? Cảm giác sang chảnh quá. Thuyền lắm luôn, cậu sẽ rất xinh đó nha. Cảm ơn, không có cậu thì tớ biết làm sao. Xong rồi nhá. Cảm ơn vô tèo. Mình xinh ghê. Ai cũng cần một chút lung linh trong đời hết. Jambo. Wow, nhìn con bé kìa, con tỏa sáng thật đấy. Đi nào, bữa tối sẵn sàng rồi. Con quái này hay hơn. Con sẽ tân trang nhan sắc cho bố. Hài hước đó con. Ồ, đi mà bố, sẽ vui lắm ạ. Chuyển luôn nào. Bố sợ à? Không, bố chỉ không thích thôi. Xem đây. Con không ngờ lão già này có thể di chuyển như vậy chứ gì. Vui quá đi. Đứng yên bố. Wow, suýt thì tiêu. Khoan, con bắt được bố à? Wow, bố xinh quá đi. Làm thích rồi. Claire, đừng quậy nữa mà. Thôi ngay cho bố. Con xin lỗi, hình như con bị ảo giác ạ. Nhìn bố này. Bố xinh quá. Xinh hơn trước mà. Nhìn bố như hâm mấy. Chào Naomi, cậu giúp tớ bài này với. Là Hồng Hạc sao? Bạn mới của tớ đấy. Wow, cưng ghê. Siêu mềm mại luôn ý. Yêu ghê luôn. Mình sẽ không bao giờ chán luôn. Chuẩn luôn, đã cái nữa à. Cậu may mắn thật đấy. Tụi tớ đi đây, bye. Bye, tớ gặp lại sau nha. Mình hơi đói rồi á. Ăn chút kẹo thôi. Món mình thích nè. Ngon ơi là ngon. Đừng lo, tớ không quên cậu đâu. Hái miệng nào. Mong là cậu thích. Ngon quá trời luôn. Tớ muốn ăn nữa. Ngon vậy cơ à, ăn thêm nữa đi. Cậu ăn nhìn ngon ghê á. Đỉnh quá chắc luôn. Chắc tớ phải đi nặng đây. Đừng đi trên bàn của tớ, tớ không muốn dọn phân Hồng Hạc đâu. Nhưng toilet của cậu đâu? Thôi rồi, để quên ở nhà mất tiêu. Khoan, mình muộn học mất rồi. Thôi nào, tụi mình phải đi. Không ngờ mình lại quên luôn. Xin lỗi cậu nhé, cứ chờ tớ một chút. Dạ xin lỗi, trường hợp khẩn cấp ạ. Bị sao vậy trời? Mình không nhịn được nữa. Nhanh lên Claire. Mình phải tự đi tìm vậy. Chắc chỉ ở đâu đây thôi nhỉ. Phải nhanh chân lên. Đi trong bụi cũng được. Mình phải sử dụng biện pháp cuối cùng thôi. Đùa nhau đó hả? Không có toilet sao? Tớ sẽ tạo ra một vũng nước bự đó. Cái gì đấy? Đây nè. Khóa rồi. Thôi nào, cho tớ vào với. Game này đỉnh ghê. Tớ hết nhìn được rồi. Sao mà lâu thế hả? Cho tớ vào với. Hết giờ mất rồi. Có ai có cây lau nhà không? Xấu hổ quá đi mất. Đã đến lúc thì phải hành xử thôi. Tớ nè. Mong là chưa trễ quá. Phải. Cứ giả bộ tụi mình không biết gì hết nha. Không biết gì hết trơn hết trọi á. Diễn sâu vào. Quyển sách này hay xỉu. Hết tiết rồi này. Bye nha. Giờ mình có thể quẩy rồi. Oh yeah. Woohoo. Airport của mình. Bye nhé đồ ngố. Tôi biến khỏi đây đây. Gì? Quay lại đây coi.
Bắt tớ đi. Chả bắt được đâu. Đừng để tớ chạy theo cậu chứ. Tự do thật ngọt ngào. Không, đừng đi. À, khoan, nó đi đâu rồi? Này, từ từ thôi. Ừ, gì vậy? Nhú nào. Sắp bắt được rồi. Lại đây cho tớ. À, tớ sắp bắt được cậu đó. Leo leo, phải cắt đuôi cậu ta. Nó đi đâu mất rồi? Mình vừa nhìn thấy nó luôn mà. Đừng nói là mất nha. Thôi nào, mình cần mà. Chắc đi luôn rồi. Hả, lừa được nhỏ đó rồi. Suýt thì bị bắt. À, chắc cậu ta không thấy mình đâu. Khoan, đó là... Ý trời, phải đi thôi. Chả phải, chắc mình lại ảo tưởng rồi. Mình không bỏ cuộc đâu. Có ai thấy iPod của tớ không? Tớ nhớ nó lắm. Giúp tớ với. Có ai thấy con sen của tớ không? Này cô gái, ở đây nè. Mình phải làm cậu ấy chú ý. Cái gì? iPod kìa. Cậu ấy kìa. Mình hạnh phúc muốn rơi nước mắt luôn. À, cảm giác thích ghê. May mà tớ tìm thấy cậu. Đi nào, ai thèm cái tên kia chứ? La 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 la. Khó thật sự luôn. Mong tiếp này hết sớm ghê. Ít nhất thì mình cũng xong rồi. Rồi về nhà thôi. Tạm biệt cậu nha. Hả? Eo, kinh chết đi được. Nhìn nè, tao đùng luôn. Hả? Cậu ấy nói gì? Khoan, có gì sau cổ mình à? Chả giờ được gì luôn. Khoan đã. Một cục mụn sao? Phải soi một phát mới được. Ừ, mình chả thấy gì nữa. Mình phải tìm góc dễ nhìn hơn. Không, vẫn chưa được. Khó chịu quá đi mất. Chắc dùng điện thoại đi. Đừng mà. Nói thế đó, đường tiêu hóa của tớ yếu lắm. Nhìn thấy mụn là tớ ói ngay. Chắc cái này sẽ ổn nè. Tụi mình nói về vụ này được chứ? Mình chụp vài tấm hình thôi. Cái tớ trông thế nào vậy? Hơi bị ghê luôn đó, đừng chỉa cái đấy vào tớ nữa. Mình sẽ ám ảnh cả đời mất. Tối nay gặp ác mộng chắc luôn. Chụp đấy, biến nha. Vĩnh biệt thế giới đáng sợ. Ừ, đau quá. Ý này không ổn cho lắm thì phải. Điện thoại có sao không ta? Mong là đừng bể màn hình. Ổn rồi, xem cục mụn đó nào. Không. Gì, cậu có thấy không? Sao cậu ấy lại gửi cho mình chứ? Cái gì vậy? Ờ, tin nhắn. Nghĩ sao vậy cha nội? Nguyên một cục mụn to đùng luôn. Ly trà này ngon thật đấy. À, mà lúc nào cũng nhớ mình hết. Thằng cháu này hư quá. Trả thù đó. Tệ thật sự. Mình phải làm gì đây? Còn mặt mũi nào nữa? Mouse. Gì đấy? Tớ nhận được tin nhắn của cậu. Đừng nhắc nữa coi. Cứng đâu đi nỗi. Nhìn nè. Wow. Tụi mình là đồng mụn sao? Chứ cần gì nữa. Nhiều điểm chung quá trời. Cục này nhiều nhân nha. Có vẻ mọi việc cũng không tệ. Đi nào, tôi có ý tưởng này. Oh yeah. Cảm giác tuyệt ghê. Nhiều nhân quá trời luôn. Làm mình hạnh phúc quá. Thế là xong việc rồi. Wow. Gặp cậu tớ vui lắm. Chào bạn mình nhớ. Sao mà sượng chân thế này? Tớ bật điều hòa nhé. Để tớ giúp cậu cho. Tớ quạt giỏi lắm. Quạt đó hơi mạnh á. Để đấy tớ. Cảm ơn. Có gì đâu. Gen toàn kìa. Phải đeo vào mới được chạy đấy. An toàn là trên hết. An toàn là trên hết. Tớ hiểu rồi. Đi nhé. Chuyển. Giờ lái thôi. Mở nhạc để chạy cho sung nè. Cậu thích nhạc mariachi không Julie? Woohoo, yeah, cháy nào. Nào, tớ nữa cho vui nè. Tuyệt. Lên nóc nhà là lên nóc nhà. Vui quá ba má ơi. Woohoo. À, con mèo kia làm gì đấy? Suýt thì đâm phải em rồi. Hả? Tránh ra, không là tèo đó con mèo kia. Chuẩn đó, bước nhanh lên mèo mập.
Này, sao cậu hét ầm lên thế hả? Cậu cho tớ một giây yên bình với. Chắc hết mèo rồi hả? Uầy, có bãi đậu xe kìa. Chiếm nào bà con. Quan, chúng tớ đang lùi đây mọi người ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vẫn đang đậu đó nha. Sắp tới rồi. Cậu chắc không đấy Julie? Có gì mà phải xoắn. Ok, tiếp tục nào. Từ từ thôi. Ok vậy được rồi, dừng đi. Cảm ơn vì giúp tớ nha. Mình đậu thế nào? Cứ tưởng là sắp tới gì rồi chứ. Thôi để lùi tiếp xem nào. Móng tay của mình dài chứ này, xinh xẻo ghê, gõ lọc cọc vui tai cực. Nhất là trên thủy tinh nè. Xin chào điện thoại, hôm nay cậu khỏe không? Ok là nhắn tin cho bạn yêu nè. Ow, dừng lại đi má. Đâm tròn hoài vậy. Trời ơi, ghét ghê. Ủa, điện thoại của mình bị gì vậy? Cứ sai sai thế nào ấy? Điện thoại của mình biến thành người rồi. Chào nhá, tớ là Julie. Thế giờ cậu là con người luôn hả? Chuẩn, nhưng vẫn có nút bấm nè. Mình siêng thích đi shopping luôn. Khoan thôi rồi, ông nội điện thoại đâu rồi ta? Hay là trong túi của mình? Trời đất, chắc mất dư rồi. Chờ đã, chắc trong này nè. Không có, biến đâu rồi nhở? Điện thoại ơi, ông đâu rồi? Ủa khoan, hồi nãy trong xe hơi vẫn trường cái mặt ra mà. Đi shopping với cậu vui ghê đó Julie. Thế bye bye nhá. Mình để quên cậu ấy trong xe rồi. Ủa, nước nè, trải cho bảnh trai nào. Wow, tóc mình mượt quá ta. Oh yeah, nghe nhạc xả stress nè. Cái lên nhắn kìa. Thôi rồi, sao rung dữ quá vậy. Trời ơi, nhắn gì mà lắm thế. Ôi không không không, Kylie đang lo quá kìa. Mình không muốn ngồi trong xe nữa. Ước gì có ai tới giải cứu mình. Điện thoại ơi, ôi may quá. Tớ xin lỗi nha, để tớ bế cậu về nhà. Ủa may mà tìm thấy bạn yêu. Này điện thoại, cậu ổn không đấy? Dưới sạc nè. Giờ phải tìm chỗ cắm điện nữa. Có quả táo, chắc được gắn. Nào điện thoại ơi, trở về với tớ đi. Chào Julie xinh gái. Tớ xin lỗi cậu nhiều nha, cứ nằm sạc tiếp đi. Ok là, ngày trọng đại tới rồi. Điện thoại ơi, tớ cần cậu giúp. Gửi dù mấy cái thư mời với nha. Tuyệt quá, cảm ơn cậu, gửi ngay đi. Xin chào. Tôi có một tin nhắn cho cậu đấy. Đây này. Bye nha. Ôi. Tin tiếp theo nè. Chào. Alo, có chuyện gì vậy? Tin nhắn cho cậu này. Alo, tin nhắn cho cưng. Cưng lộ. Tin nhắn cưng. Hiểu rồi, cảm ơn nha. Chào cậu. Tin cái gì cơ? Tối nay có tiệc nè, xịn quá. Wow, cậu lạ thật đấy. Đi về nhà ngay đi. Chào. Điện thoại ơi, cậu về rồi hả? Sao tàn thế? Ổn không bạn mình? Tớ ổn, chỉ hơi mệt tí thôi. Sao nhìn cậu lạ thế? Vào đây nhanh lên. Chào chị, điện thoại em bị chập mạch rồi. Chị giúp em với hả? Ok, em đến đúng nơi rồi đấy. Ôi may mắn quá, nào điện thoại ơi. Chị gái xinh đẹp này sẽ chữa cho cậu. Wow, khiếp. Nhìn gương chập chênh tội quá. Eo ơi. Ok, bắt đầu nào cả nhà. Đừng lo nha, chẳng đau đâu. Ôi,
cưng có nhiều vấn đề phết đấy. Ok, cưng thì sao rồi? Ngon lành cành đào. Ôi, ba má ơi. Ôi, căng quá. Bó tay chấm com luôn. Cậu thấy sao rồi điện thoại? Khiếp, vẫn chập hả? Được rồi, quyết định vậy đi. Tuyệt vời, quá ổn áp luôn. Nhanh dã man con ngan. Đến lúc đập hộp rồi. À, ai vậy? Chào Julie. Ai trông nát thế kia? Tôi là điện thoại của Julie. Nghe nhé. Tớ hiểu tại sao cậu lại sắm điện thoại mới rồi. May mà có cậu ở đây điện thoại mới à. Ngon lành, mình quá là tránh xả luôn. Mình có nên thêm cái gì nữa không nhỉ? Thôi, vậy là xinh rồi. Gái ơi, cưng biết rõ cưng muốn kim tuyến mà. Nào, ống ánh một chút thôi. Ok là, một tẹo chắc không sao đâu. Xinh quá má ơi. Dạ một chút này. Ổn áp, đánh lên mà nào. Đấy, thế là chuẩn chỉnh rồi nè. Oh yeah. Cưng phải đánh kim tuyến thêm tí mới lộng lẫy được. Hái chà chà, thế này thì chẳng anh nào có thể rời mắt khỏi đâu. Thêm nữa sao? Mình không biết nữa. Chuẩn rồi, thêm kim tuyến đi. Nhưng mà vương vãi khắp nơi luôn rồi này. Ok ok, một tí nữa thôi nhé. Bắt đầu xinh hơn nhiều rồi đó. Mặt mình đầy kim tuyến rồi. Đẹp thế này cơ mà. Kim tuyến nè. Sao mình không dừng lại được thế nhỉ? Giờ cưng đã trở thành nữ hoàng kim tuyến rồi. Chẳng đổ sư cái hộp kim tuyến vào mặt cho rồi. Ôi giời, thôi xong, nhìn khiếp quá đi. Làm gì có, vậy mới đỉnh thêm chút nữa đi. Tuyệt vời, cho mọi người thấy cưng tỏa sáng thế nào đi. Trời ạ, tớ hoảng quá. Ok, tin cậu lần này đấy. Chứ cần gì nữa, tự tin lên, nữ hoàng kim tuyến. Chào đang ấy. Người cậu nhiều kim tuyến thế. Trông xinh đấy. Hả, mặt mình dính cái gì vậy? Kim tuyến hả? Làm sao để tẩy cái đống này đi đây? Tớ xin lỗi nha. Dính khắp nơi luôn rồi. Yeah, ông vua kim tuyến hôm nay tuyệt quá đi. Cậu đúng là quá đáng kim tuyến ạ. Nào đi ăn tôi nhé. Áo, ánh sáng thần tiên gì vậy? Lóa hết cả mắt luôn. Úi giời ơi, mắt tôi ơi. Làm quá dễ sợ luôn. Chà, ít ra tụi mình cũng đang hối hết vậy. Nếu đồ vật có tính cách thì cuộc sống sẽ khác đi hẳn nhỉ. Bạn muốn nói chuyện với đồ vật nào và tại sao? Hãy cho tụi tớ biết trong phần bình luận nha. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé.